Rồi ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với DTN Gamer anh em nhé. Và hôm qua thì mình có tìm được một con game gọi là Sinh Tồn Pixel khá là hay và sắp ra mắt anh em nhé. Và có thể nói là một trải nghiệm rất là tuyệt vời. Và nếu như anh em nào không tin có thể xem lại cái video livestream của mình hôm qua dài khoảng 1 tiếng mấy đấy, gần 2 tiếng đấy, và chơi rất là cuốn. Và có thể là tối nay mình sẽ chơi tiếp, tại vì hay, sinh tồn đánh quái này nọ. Mà anh em để nha, nếu mà anh em nghe được âm thanh á, thì âm thanh nó cũng có một sự gọi là tính toán này nọ, nghe âm thanh nó rất là giống với lại Terraria đó. Nếu anh em nghe được. Ok, thì nhìn thì dễ hiểu thôi. Thì đây là cái con game nó tên là Tinkerland. Và đây chỉ là một bản demo thôi anh em nhé. Đây nó chỉ là một bản demo và nó sẽ ra mắt bản chính thức trong thời gian sắp tới. Và cái từ game này thì mình để ý là nó rất giống với lại game đó, Tinkertown ngày xưa mình đã được review cho anh em á. Thì game này là một game pixel sinh tồn, đánh quái đánh boss này nọ, có co-op luôn. Và phiên bản hiện tại mình đang chơi là phiên bản Shipwreck Adventure, nghĩa là mình là một người sinh tồn sau khi bị đắm tàu. Và đây chỉ là một cái game nhỏ thôi để demo cũng như là thể hiện những cái cơ chế của game thôi. Sau này ra bản chính thức thì nó sẽ rộng hơn. Và trước mắt anh em có thể thấy là map của chúng ta, một cái bản demo thì thấy là cũng rất là ghê gớm nha. Bao nhiêu trong cái khối vuông này thì cũng khá là rộng. Và theo tác giả nói á, thì về sau ấy nó sẽ to gấp khoảng mấy chục lần cái này nè anh em. Đấy, và lúc đó anh em sẽ tha hồ phiêu lưu. Và ở khu vực này thì nó sẽ có rất là nhiều cái biomia, vùng đất, vùng len đó, các kiểu đó. Nên anh thấy là đây băng, đây là sa mạc ha, nóng và có bụi bão cát. Cái này là vùng đất đầm lầy à, đấy, ví dụ này vùng đất là màu xanh là bình thường. Đấy, hoặc là khu vực này cát, biển đó. Nhiều thứ lắm, nó còn nhiều nơi khác nhau lắm anh em. Và có thể tương lai nó sẽ có những cái gọi là map dưới đáy nữa, đáy xã hội nữa, đào đất đi xuống nữa, giống như kiểu Necessity. Ok, hoặc là cũng có thể là phiêu lưu xương xương đánh boss giống như Terraria. Đó. Nói chung là game này nó sẽ có rất là nhiều cơ chế. Và học hỏi thì rất nhiều từ game khác, Stardew Valley này nọ, cái gì cũng có chút. Và anh em thấy là cơ chế đánh quái này nọ cũng khá là ok ha. Vũ khí các kiểu là mượt mà không, chờ các kiểu từ vũ khí tay dài, cận chiến đến những thứ khác nữa, nói chung là rất là nhiều. Đây là vũ khí thuộc dạng giống như là mình sẽ gọi là boomerang đi, mình quăng dao. Thì cái này là lấy từ con boss slide. Đấy, đánh là lấy từ con boss slide xong rồi nó đưa cho mình cái này. Và đây thì mình sẽ dùng nó làm vũ khí và đánh rất là ngon. Cái này là gì đây? Lâu lâu nó sẽ có một số NPC này nè. Đây NPC này là Traveling Merchant. Thì các thanh niên này cũng giống như thanh niên ở bên game gọi là Terraria, thì nó sẽ buôn bán đồ ha. Và tiền ở đây là mình, tiền mình có được là mình sẽ mua nè. Trong đây nó gọi là Melon hay gì đó. Đấy, thì anh em có thể mua được đây những rất nhiều vũ khí. Và một thời gian thì cái này nó sẽ thay đổi, nó sẽ thay đổi liên tục nha, chứ nó không có phải là nó chỉ mặc định một cái nha. Ở đây thì nó cũng sẽ có những cái thứ mà mình mang vào người, nó sẽ tăng thêm những cái buff này nọ cho anh em, từ Ranger, xạ thủ đấy, rồi đến khi là pháp sư cũng đồ, giáp đồ này nọ ha, mình đi farm về mình chế thêm. Đó, bánh cuốn. Ở đây thì nó có một quyển sách nè. Đáng lý là mình sẽ không mua, nhưng mà ở đây trong video thì chắc là mình cũng sẽ mua. Tại vì cơ bản là lâu lâu nó mới bán một cái. Và mình mua để có gì mình test cho anh em xem luôn nha. Đầu tiên thì nó có từ vũ khí ví dụ như là Melee, cận chiến, kiếm, rìu các kiểu. Hoặc là boomerang, hoặc là cung. Ok, cung mình hết tên rồi, nó nhục quá. Đây là gậy đánh bandit á, gậy đánh bandit. Hoặc là ở đây mình có một cái gậy sách phép. Thì mình mới mua sách phép, mình xài sách phép luôn. Được chưa anh em? Không biết chữ ra cái quần đùi gì không? Wow. Đây, mỗi lần xài nó sẽ hao mana nè. Đấy, về sau chúng ta sẽ chế được những cái đồ hộp mana nữa. Có những cái accessory á, trang sức á, hoặc là đồ trang bị á, mình sẽ nằm ở bên này. Đây là những cái này accessory nè. Trang bị mình nằm hàng này, accessory nằm đây. Và đây hình như là mũi tên hay gì đó, nó sẽ giúp cho anh em trang bị đồ vào các kiểu. Đồ lên em đi farm cũng rất là dễ thôi. Mỗi map, mỗi khu vực nó có cái thôi. Như anh em là chơi game sinh tồn nhiều á, thì thật sự là game này vô cùng dễ. Được chưa anh em? Đó, lâu lâu sẽ có những cái rương trên đây nè, mình lấy rồi nha. Có những con quái vật từ đơn giản, ví dụ như con cua này là quái vật cơ bản nè. Đó anh em thấy không? Những quái vật cơ bản nè, đấy. Nó ngon lành không? Chơi rất là hay. Và thực tế nhá, từ đầu năm đến giờ, đây là cái con game sinh tồn hay nhất mà mình từng chơi. Từ đầu năm tính đến năm 2024 đó nha. Còn trước đó sẽ có rất là nhiều con game khác mà mình nghĩ rất hay, và mỗi năm mình sẽ tổng kết lại. Đó mới giới thiệu cho anh em. Được chưa anh em? Nói chung là bên mình đa dạng game lắm, nhưng mà đa pixel là nhiều, chứ không phải là mình chỉ chơi pixel. Nhưng mà pixel nó sẽ chiếm phần lớn video của kênh mình. Được chưa anh em? Đấy, game này nó cũng sẽ có một số cơ chế, ví dụ như là mình đi vào vòng map á, thì nó sẽ có hai loại hoa. Một loại hoa là hoa màu đỏ thì nó sẽ cộng máu tối đa cho anh em, và cái loại hoa màu xanh á, thì nó sẽ cộng mana tối đa cho anh em. Về sau chắc chắn nó sẽ có những đồ hồi máu này nọ. Nói chung là nó cũng học hỏi khá nhiều từ Terraria anh em, nên là không lo. Còn những cái vật phẩm này nọ thì anh em có thể farm lấy tài nguyên các kiểu. Ủa, cái này mình có thể đập được không ta?
Và sau mình có thể farm được cả sắt này luôn nè anh em. Đấy, nhưng bây giờ đồ của mình hơi lỏ. Nếu mà tối nay mình livestream thì mình sẽ đi farm sắt và mình sẽ farm những cái đồ khác ha. Đây là map chúng ta rất là rộng. Mình cũng sẽ nâng cấp về sau, chắc nó sẽ có những cơ chế như hút cái đồ mà mỏ neo hút rồi các kiểu thứ, hoặc là đồ di chuyển nhanh hơn. Cái này là mình đã mang giày di chuyển nhanh hơn rồi đó, chứ nếu không lúc đầu mình đi farm rất là cực. Và anh em thấy là mình đang đi mở map mới nha. Nếu như có cái gì thì mình sẽ tiếp tục review cho anh em để cho nó hay hay. Và game này nếu anh em muốn chơi thì mình đơn giản, bây giờ mình tải cái bản gọi là Tinkerland Shipwreck Adventure này. Bản này là bản demo thì anh em có thể tải trực tiếp trên Steam miễn phí. Còn ví dụ như em thắc mắc là nếu sau này nó có Android không, thì lúc nào có thì mình sẽ cập nhật Android ha. Còn cái này anh em tải trực tiếp trên Steam, không bị quảng cáo, không bị virus này nọ. Nói chung là anh em làm gì mà cẩn thận, ok. Đây rương này, lâu nó sẽ có những cái rương ẩn nè, tiền nè, đam nè, hang nè. Cái này mình có rồi nha. Đây, cái này mình có rồi nè. Đấy. Mình sẽ trả là 10 đam khi mà mình bị đánh, như là phản đam á. Nó đánh mình thì nó sẽ trả là 10 đam. Ok. Ủa cái gì đây? Thanh niên Mechan nè. Thanh niên Mechan thì nó cứ đi theo mình thôi. Ở đây thì nếu... cái này rất là ngon nè. Cái này hôm qua mình tính mua nè. Lâu chúng ta sẽ gặp quái vật. Khu vực này là khu vực của bọn quái vật sa mạc. Nó rất là nhiều, nguy hiểm. Nhưng mà bù lại thì ví dụ như anh em thấy, ở đây ví dụ như mình có những cái đồ, ví dụ như mình không cần á, ví dụ thế này thì mình bán cho ổng thì sẽ được tiền. Đó, mình sẽ kiếm tiền ha. Scroll theo những cái đồ mình chưa cần. Nhưng mà yên tâm nha, về sau mấy cái đó nó đều có tác dụng hết á. Có thể là nó là thuốc, chế bốt, chế đồ, hoặc là nhiều thứ khác. Những thứ mình không cần thì mình có thể bán. Đây là gọi bốt nè, gọi bốt slaking nè. Lá thì có thể làm dây, nấm độc thì chưa cần, có thể quăng đi ha. Lút đi, cái này là cúp lỏ thì mình có thể bán. Lại để nó đánh mình á. Quái vật nó sẽ luôn luôn bao ra xung quanh mình. Ở đây thì mình cũng giới thiệu anh em mình có một cái món đồ, nó có thể là giảm tỷ lệ bao quái. Đây nè, làm chậm cái tỷ lệ bao quái nè, đó, an toàn hơn nhưng mà quái nó cũng ra nhiều. Nếu mà anh em muốn farm thì anh em tắt này đi ha. Ở đây là giày mang tốc độ di chuyển, cái này thì nó sẽ rộng chí mạng. Đấy, nhiều thứ không? Cái này là đi cát nó sẽ không bị mù màu nè. Đấy. Ok, giờ mình tiếp tục mình mua cái kia đấy. Thật ra là hồi lúc mà tối mình livestream mình chơi ấy, thì mình đang mong chờ mình mua được cái đó đó. Ồ, Good Lad là 41 năm, 3.250 đồng. Phải chướng. Bán mình mua cái này cái. Cái này nhìn đẹp quá, nhìn mạnh quá anh em. 41 đam mà mạnh lắm á. Nhưng mà nếu mà nói về cơ chế game thì mình nói thật thì hiện tại nó khá là dễ. Nó khá là dễ nè. Tại vì khi mình chơi mình farm được tiền, được đồ này nọ các thứ á, nên là mình thấy là ok, chơi được, nó không quá khó ha. 25 đồng nhân 12.500, không đủ rồi. Các tình hình là chắc chúng ta sẽ không đủ tiền rồi nè. Không đủ tiền à. Quốc A xe nè, bán hết đi. Cái này cũng ngon. Quái vật tới. Đánh thì nhớ né nha nè, nhớ né nha. Ủa rồi ông già đi đâu rồi? Ở đây ổng đây nè, ổng đây nè. Đây nè, rồi. Mình sẽ đi mua kiếm mua đồ. À đồ thì anh em có thể farm chế thôi, anh em lấy tiền bù lại anh em được ha. Nữa. Đâu nữa vậy? Ôi buổi tối là quái vật nhiều nè. Chúng ta có thể farm thật nhiều lấy tiền mua. Thực tế thì cái con NPC này nó sẽ làm cho game nó dễ hơn hẳn ha. Với lại thì đồ thì nhưng mà có một cái là đồ thì nó sẽ random. Đồ nó sẽ random nha. Có nghĩa là lâu lâu sẽ bán cái này, lâu lâu bán cái khác. Đó. Đó cũng hay. Da nè, da thì mình đánh bọn người là được. Hàng chính. Gần đủ rồi anh em. Gần đủ rồi. Cứ lên. Chúng ta sẽ mua được cái kiếm này. Cái kiếm này đẹp quá. Kiếm này mạnh quá, nhìn vừa đẹp vừa mạnh. Đồng là chắc mình bán được đây. Tại vì đồng giờ farm dễ rồi, giờ mình mua cái kiếm này. Cái kiếm này kết lát này nhìn nó vẻ là nó làm bằng cái gì á, nó bằng chất lượng cái gì á. Nhưng mà anh em thấy không, khi mua mà nó sẽ có những cái thuộc tính ở phía dưới, hình xui, nhiều lúc nó lộ lỏ nữa. Ui ôi, nó bị chậm. Không biết về sau có roll được đồ không. Cái cây này đam to nhưng mà nó chậm anh em. Chậm, rất là chậm. Đây là những cái quặng xung quanh nè, đó. Cái này là tối có ánh sáng nè ha. Mình có thể chế đuốc, chế tạo thì cơ chế chế tạo nó cũng mượt mà dễ chơi lắm nè. Đó, chế tạo, đây bàn chế tạo nè, bây giờ chế tạo cơ bản. Còn đây là bàn chế tạo nâng cao ha. Cũng có xây dựng NPC rồi mang về các kiểu thứ, nói chung là nhiều thứ khác, rất là nhiều cái hay. Rồi đánh thử coi bằng cái này coi. Wow, một phát chết luôn, nhưng mà kiếm hơi chậm. Chắc hy vọng nó có đồ roll lại nó tốt, mình đánh thì nhớ né nhá. Ok, rồi chắc hẹn gặp lại anh em trong các video sau nha, cảm ơn theo dõi. Bye bye. Game hay.